Dù có hai người con đều đã trưởng thành, thế nhưng không người nào nối nghề truyền thống của gia đình. Điều này khiến nghệ nhân Nguyễn Như Hải, người đã dành cả đời gắn bó với nghề mỹ nghệ ở làng nghề mỹ nghệ Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, không khỏi nặng lòng. Điều ông chăn trở nhất là rồi những năm sắp tới, liệu những tiếng mài, tiếng đục như thế này có còn rộn ràng trên mảnh đất quê hương? Con cái thì nó không theo lắm đâu, nhưng mà vì nó làm nghề thì nó thu nhập nó thấp. Làng nghề mỹ nghệ Sơn Đồng có bề dày truyền thống hơn 800 năm trong sản xuất đồ thờ thủ công mỹ nghệ như tượng và đồ sơn son thép vàng, thép bạc, phục vụ đời sống văn hóa tâm linh tín ngưỡng của người dân cả nước. Điều đặc biệt là dù khách hàng tạc bất cứ pho tượng thờ nào thì người thợ Sơn Đồng đều làm được ngay mà không cần mẫu. Việc truyền dạy cũng vì thế mà có những thủ pháp riêng không hoàn toàn giống nhau. Tôi cũng học hỏi qua đời các cụ cha ông. Thế nên là nó có những cái cha truyền con nối. Cái bí quyết của cái làng nghề, là bí quyết của những cái tay nghề của từng người thợ một với hai ở từng quê hương nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Nên là nếu mà bây giờ quê tôi bây giờ mà bảo là làm một cái sản phẩm mà mang tính là sơn, đấy, mang tính là đồ thờ tâm linh hay tượng Phật hay là các cái mặt hàng về đồ thờ tâm linh thì bao giờ nó sẽ có một cái nét đặc trưng. Chúng tôi nhìn thấy đâu, chúng tôi biết là đây sản phẩm của quê hương tôi. Có lẽ việc học nghề cần sự bền bỉ như vậy nên ngày nay không còn nhiều người trẻ gắn bó với nghề của cha ông. Những nghệ nhân như ông Hải đang hết sức nỗ lực để có thể tiếp tục giữ lửa nghề trên quê hương mình. Sau khi mà cái thay đổi về cơ cấu kinh tế, chuyển đổi và phục hồi bản sắc dân tộc, văn hóa dân tộc ấy, thì năm 2001 thành lập hội làng nghề. Khi mà hình thành tổ chức hội làng nghề thì cái điều đầu tiên mọi người nghĩ rất đơn giản là gì? Có sự chia sẻ về các cái kỹ thuật giữa các nghệ nhân lớp trước và các cái thế hệ trẻ lớp sau để đảm bảo được cái yếu tố về kỹ nghệ, công nghệ. Ngoài việc truyền dạy nghề, việc bảo tồn nghề truyền thống bằng cách gắn với các tour tuyến du lịch nhằm quảng bá nghề đến rộng rãi với nhân dân công chúng cũng đã từng được triển khai tại làng nghề Sơn Đồng. Tuy nhiên, chưa thực sự tạo được sức hút. Phải chuyển đổi cho lớp trẻ. Tại vì lớp trẻ đã từng học các trường, học hay nhất là học ở các trường. Bây giờ mỹ thuật công nghiệp, hoặc là kinh doanh văn hóa người ta đưa về làng cả. Thì tôi cho tôi xuống xã, tôi đánh giá là đấy là con em đi học lại quay lại để làm giàu chính cho quê hương mình. Cái tôi cho rằng bây giờ này là cái quan tâm làm sao để chúng ta đưa những thông tin và các nhà hoạt động xã hội, rồi các nhà nghiên cứu văn hóa có sự quan tâm đến các cái làng nghề truyền thống. Rõ ràng không chỉ là truyền dạy mà trong cách thức bảo tồn nghề truyền thống, chính quyền địa phương và các tổ chức liên quan cũng cần có sự đổi mới gắn với các hoạt động quảng bá văn hóa du lịch đa dạng, mới mẻ, tạo điều kiện để họ được thể hiện sức sáng tạo đối với nghề truyền thống. Có như vậy mới gia tăng được lợi ích của những người làm nghề, đồng thời tạo được sức hút đối với những người trẻ, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị đáng quý của nghề truyền thống.